Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh review xe độ hai bánh trên VN. Và hiện tại Huy đang có mặt ở một khu đô thị ngụ tại Gò Vấp. Và hiện tại thì thời tiết rất nắng nóng luôn các bạn, nhưng Huy vẫn cố gắng để mang đến cho các bạn một siêu phẩm Accenter 150 độ tại Sài Gòn. Và chiếc Accenter 150 độ này thuộc sở hữu của biker Hùng Rồ, một nhân vật khá là nổi tiếng trong cộng đồng chơi xe Accenter tại Việt Nam. Và hiện tại thì chiếc Accenter này có tổng giá trị bản độ là hơn 300 triệu đồng và nó chưa từng xuất hiện trên bất kỳ trang mạng xã hội nào, và hai bánh.vn là một trang mạng xã hội đầu tiên sẽ sở hữu nó. Và bây giờ trước khi bắt đầu video clip thì mong các bạn hãy nhấn like, subscribe và nhấn chuông để Huy cũng như ekip hai bánh có thêm động lực để thực hiện những video khác. Và bây giờ thì bắt đầu tìm hiểu chi tiết về nó thôi nào. Trước khi tìm hiểu những món đồ chơi xịn sò được gác trên chiếc Accenter 150 độ này thì Huy xin phép các bạn là Huy nói về chiến tích lịch sử của nó xíu đã. Và anh Hùng Rồ đã dùng nó để tham gia cuộc thi độ xe Accenter do công ty Yamaha Moto tổ chức tại Quy Nhơn, và anh đã đạt được giải cao nhất, đó chính là giải nhất luôn nha các bạn. Và đây chiếc cúp của nó nè. Và trong những cái sự kiện mà do sinh nhật câu lạc bộ tổ chức thì xe này cũng được dùng để trưng bày, và nếu có thi thì nó cũng chỉ là giải nhất mà thôi. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ Huy sẽ quay trở lại vấn đề, đó chính là nói về những chi tiết trên chiếc xe này. Và Huy xin phép là nói đầu tiên về dàn áo. Và dàn áo chiếc Accenter 150 độ này được độ theo phong cách là Ducati Panigale V4. Các bạn có thể thấy được khi nhìn vào phía mặt nạ thì một đôi mắt hé lên, chắc chắn các bạn sẽ biết ngay đó chính là Ducati Panigale V4. Đây, dãy led nhìn rất là ngầu và huyền bí luôn đó. Và hai bên yếm sẽ được khoét những cánh gió tương tự như chiếc Ducati V4, nhìn rất là thể thao và khí động học nha các bạn. Và Huy thấy cái điểm mà nổi bật nhất vẫn chính là việc mà chế nhựa, chế làm sao nhìn rất là sắc sảo, rất là đẹp luôn. Và sau đó được sơn airbus ở thực, và người sơn airbus này đó chính là workshop AB Michael, và tổng giá trị của sơn thôi đã hơn 30 triệu đồng, chưa tính việc chế nhựa dàn áo. Và các bạn có thấy là những đường vẽ nè, nhìn rất là nghệ thuật, đòi hỏi bàn tay của những người thợ này phải rất là cao và yêu nghề. Và tông màu chủ đạo xanh, đen và trắng, ba tông màu chủ đạo đó. Và một cái đó chính là phiên bản này được mọi người gọi là rồng xanh. Các bạn có thể nhìn thấy mặt nạ, nhờ camera quay lại mặt nạ giúp Huy nha. Đây, các bạn có thể thấy phía mặt nạ hiện lên nguyên cái đầu con rồng xanh, há miệng nhìn rất là hung dữ luôn, để ngón tay vô là cặp, rất là ghê luôn các bạn. Nhìn nó rất ngầu, rất ngầu, phải nói là rất ngầu. Lúc trước thì Huy thấy là anh em chơi Accenter 150 độ thì họ rất thích là lên đầu của Luvias nè, rồi đầu của Novo 5 nè. Nhưng sau này thì lại có một trào lưu nữa là lên đầu của NVX 155, một mẫu xe tay ga đang rất được ưa chuộng của nhà Yamaha. Và đây, trên chiếc Accenter 150 này cũng vậy, đã được lên đầu của NVX. Tuy nhiên, có một sự phá cách, đó chính là ốp mão zin của NVX đã được loại bỏ và thay vào đó là một ốp mão đồ chơi. Nó mang lại cái sự cao hơn, nhìn nó khí động học và nhìn nó đẹp hơn rất nhiều. Nó liền lạc chung với cái dàn áo luôn nè. Đó. Và bên cạnh đó thì hai phía tay lái cũng được trang bị bộ cùm Brembo RCS 19, cùm thắng và cùm côn luôn các bạn. Và cả bộ cùm này đều được tích hợp chống gãy đó, hai bên, và núm tăng chỉnh khoảng cách theo kích thước tay của mỗi người. Và không những là hướng kiển đâu các bạn, mà việc trang bị cùm Brembo á, nó còn giúp là kiểm soát phanh ổn định hơn, đặc biệt là đối với những bạn chơi heo độ 2 bít trở lên đến 4 bít. Còn đối với cùm côn thì nó sẽ giúp là thao tác sang số nó linh hoạt hơn rất là nhiều. Và lú lên trên đây là cặp bình dầu Brembo khói đi kèm cái nắp nhôm có logo Brembo là được carbon nè, nhìn rất đẹp. Và giá của cặp cùm này anh chia sẻ với Huy là mua ở thời điểm hiện tại, lúc trước nha các bạn, là khoảng 15 triệu. Bây giờ thì nó rẻ hơn rồi, tầm khoảng 12. Và bên cạnh đó thì là cùm tăng tốc đến từ thương hiệu Domino đi kèm ống ga Titan. Việc trang bị mà cái cùm tăng tốc này thì sẽ giúp là hành trình ga được rút ngắn đáng kể để xe gia tốc nhanh hơn. Và giá của cái cùm tăng tốc Domino này đi kèm luôn ống ga là khoảng 3 triệu đồng. Và đó là những gì ở phía trước. Khi nhìn về phía sau thì Huy thấy là anh Hùng sử dụng đầu của NVX
cùm công tắc của Navis, nhưng không phải đồng hồ của Navis mà là đồng hồ theo form Zin của Accenture 150, là đồng hồ đồ chơi đến từ thương hiệu Uma Racing. Và để việc gắn hoàn chỉnh thì cũng phải chế luôn lại cái bộ đồng hồ rồi các bạn. Và các bạn sẽ thấy chế nhìn rất là sắc sảo và nhìn rất đẹp. Và bên trong mặt đồng hồ thì là cái dãy mà báo cơ và cái dãy LED thì chỉ để dùng để báo vòng tua mà thôi. Và nó có một cái mặt đồng hồ nhỏ hiển thị LCD các chức năng như là km đi được, báo xăng nè, rồi giờ giấc và nhiệt độ và km các bạn di chuyển. Và bên cạnh đó thì là một trợ lực cổ cũng đến từ thương hiệu Olin. Không những là gắn kiển đâu các bạn. À quy quên, nó thấy khoét rất là đẹp luôn nè. Nhìn rất là đẹp. Và việc trang bị trợ lực Olin này sẽ giúp là ổn định tay lái hơn khi di chuyển ở tốc độ cao. Còn nếu mà các bạn không di chuyển các tốc độ cao, các bạn thích hướng kiển thì nó cũng là một vật trang trí nhìn rất là đẹp. Và việc chỉnh nó nặng nhẹ thì phải thông qua một núm chỉnh CNC. Đây là núm chỉnh, núm màu vàng. Đó. Và bên cạnh đó thì còn có một khóa smart key. Đây. Khóa cơ đã bỏ rồi nha các bạn, thay vào đó là khóa smart key. Và Huy chỉ việc đi sang xíu thôi là sẽ hú liền. Giờ Huy đi các bạn xem. Huy đang giữ chìa khóa. Đó. Nó đang hú đó các bạn. Khi nhìn vào chiếc xe này thì cái sự thích nhất của Huy và các bạn, Huy nghĩ là cũng như vậy thôi, đó chính là dàn áo xong đến dàn chân. Và đối với bánh trước thì Huy thấy là chủ xe sử dụng phục upside down tháo xe của Suzuki GSX S1000. Và để gắn hoàn chỉnh được thì chủ xe phải là cắt bỏ cái phần vỏ ở trên, tại vì phục upside down của phân khối lớn mà nó cao lắm các bạn, nên là phải cắt rồi xong rồi canh chỉnh dầu lại mới gắn lên hoàn chỉnh. Bên cạnh đó thì phải làm một cái chẽn 3 CNC nằm phía bên trong này. Đó, được canh chỉnh sao cho phù hợp nhất và cứng cáp nhất và không bị sàn lắc khi chúng ta di chuyển ở tốc độ cao. Và chiếc xe này hoàn toàn có thể di chuyển được tốc độ cao luôn nha các bạn. Và hồi Huy sẽ tiết lộ về động cơ của nó. Và tiếp đến đó chính là dè trước được đổ khuôn carbon nguyên khối và theo một phong cách của Ducati, nhìn nó tựa như mẫu Ducati vậy. Bên cạnh đó thì dàn chân, cái mâm đây là mâm của Yamaha R1, mâm và đĩa là của Yamaha R1 và được sơn, mâm thì được sơn lại rồi, sơn cùng tông màu của dàn áo luôn. Huy thấy là có xanh dương nè, đen và trắng và xanh nước biển này các bạn. Và bên trên phía trên thì còn được sơn thêm những họa tiết là Monster, chủ đạo Monster và logo Yamaha. Và heo Bembo M50 này là một mẫu heo phân khối lớn cao cấp. Nó còn có một phiên bản nữa. Phiên bản đó là phiên bản thường, còn đây là phiên bản cao cấp hơn, nên là dùng chân 108 và logo của nó là chữ của nó là Bembo nè. Rất là nổi luôn, màu đỏ. Và dây dầu, truyền tải dầu đó chính là dây heo. Được cái ngã ba, được chia qua cái ngã ba đây các bạn. Và cái người thực hiện bản độ này là workshop Hùng BK có chia sẻ với Huy một xíu là cái ngã ba dầu này rất là hiếm, rất là ít có. Thường là gắn trên những chiếc xe phân khối lớn mà trong đường đua MotoGP. Và đó là những gì mà Huy muốn chia sẻ với các bạn ở phía dàn chân trước này. Có một chi tiết nhỏ mà anh Hùng ảnh chia sẻ với Huy, đó chính là ở phía trên là một két nước zin của Accenture rồi. Là sau đó có một che két ở ngoài là CNC. Ở phía dưới ảnh làm một cái chắn bùn dạng lưới. Nhưng mà khi các bạn nhìn vào thật sự luôn, Huy nhìn Huy cũng tưởng là nó một két phụ đó, thêm một két chính hay két phụ gì đó, gọi là hai luôn, như những dòng xe phân khối lớn vậy các bạn. Nhìn rất là tuyệt vời, mang lại cái sự ảo ảnh cho người nhìn. Tiếp đến đó chính là bộ lốc nồi zin đã được thay thế bằng bộ lốc nồi trong suốt. Và Huy có hỏi anh Hùng BK là workshop để thực hiện cái bản độ này thì ảnh dùng lốc zin để thực hiện luôn. Bây giờ chúng ta sẽ có thể quan sát được bên trong cái hoạt động của bộ nồi, nhìn rất là đã. Và bên trong Huy thấy được là bộ nồi là nắp bộ nồi 5 lò xo đến thương hiệu Uma Racing. Bộ nồi độ rồi nên là gia tốc nó sẽ mượt mà và nó mạnh hơn rất nhiều. Bên cạnh đó là một nắp lọc nhớt trong suốt, nhìn được nhớt bên trong luôn các bạn. Việc này sẽ giúp là chúng ta quan sát được nhớt đã dơ hay sạch để mà thay thế định kỳ tốt hơn. Và một chi tiết nữa Huy khá là ấn tượng luôn, đó chính là nếu mà thường thường là những chiếc ẹt độ á, sẽ dùng mỏ cày riêng tách biệt ở phía này để tạo như là một cái nhìn tựa lấp đầy khoảng trống và mang lại sự hầm hố hơn. Tuy nhiên trên dàn áo này thì hai yếm trước được nối liền xuống dưới tạo thành một dàn áo liền lạc, nhưng vẫn thấy được
cổ bô titan bên trong, tạo cái sự hé lộ nè, khoét đây một cái xong khoét đây một cái, nhìn khá thú vị thiệt. Và khi nói đến cổ bô titan rồi, Huy cũng muốn giới thiệu với các bạn ống xả Akapovic R1. Đây là một ống xả dành cho phân khối lớn, và khi gắn vào một chiếc phân khối lớn thì nó sẽ tăng mã lực cho chiếc xe. Còn trên chiếc Accenter này Huy nghĩ là nó cũng sẽ có đó, nhưng mà Huy không xác định được là bao nhiêu thôi. Nhưng mà giá trị của ống xả này là hơn 20 triệu đồng nếu mà các bạn mua mới nha. Và bên cạnh đó là một cái bộ số gãy từ CBR1000RR màu đen, cố định bằng những cái bát CNC được canh rất là tỉ mỉ và chuẩn luôn, để khi mà các bạn ngồi lên á, không những là cái thế ngồi của mình thể thao mà nó không bị mỏi chân nè, ước tính sao để không mỏi chân nè, cái dáng ngồi thể thao nè, mà sang số hay là rà phanh nó cũng có sự linh hoạt rất có thể. Và cái sự linh hoạt khi rà phanh thì cần phải có một cái ben Brembo, và trong đây Huy thấy có một cái ben Brembo nè, màu vàng đồng đó, nhìn rất đẹp. Ở hệ thống phanh sau thì Huy cũng thấy được là một con heo Brembo hai vít đối xứng logo đỏ, và giá trị heo này là hơn 4 triệu đồng và được bắt quay ngược qua một hỗ trợ của bát nhôm CNC. Và canh chuẩn như thế nào để quay bánh nhẹ nhất, bởi vì phía sau cũng là mâm của Yamaha R1 và gấp thì là của Ducati 899, nên là phải canh chuẩn sao mà cho nó quay nhẹ nhất có thể luôn các bạn nè. Rất là nhẹ luôn, Huy không dùng lực luôn á, Huy với việc Huy quay thôi. Wow, cái ống xả nó cứ chỉ lên mặt và nhìn ghê quá. Xíu Huy cũng test hơi cho các bạn nghe thử, nghe rất là uy lực luôn. 62 mà, tiết lộ xíu cho các bạn biết đó. Hồi nãy thì Huy chỉ nói nhanh qua về cái bộ gấp Ducati 899 này thôi. Và khi nhìn qua bên góc bên này thì Huy muốn nói chi tiết hơn cho các bạn hiểu hơn, là các bạn có thể thấy được là cây phuộc Olin của Accenter 150 đã được gắn lệch tâm đúng như cái bộ gấp Ducati 899 đang có. Và muốn gắn hoàn chỉnh thì phải hàn một cái bát từ sườn đi ra, sau đó canh chỉnh sao cho nó cái hợp lý là khúc lúc gắn lên khi nhúng nảy như thế nào và không nhúng nảy như thế nào, nó có êm ái hay không. Đó là một cái sự tính toán phải cẩn thận của người thợ. Tiếp đến là cái bộ gấp Ducati 899 này thì phải canh chỉnh như thế nào, từ sườn cho đến bộ gấp phải qua rất nhiều công đoạn mới gắn hoàn chỉnh lên được, và nó sẽ có được cái độ ổn định khi chúng ta di chuyển tốc độ cao. Và bộ gấp này cũng đã được nhấn mạnh cái sự sang trọng và đẳng cấp của nó khi chủ xe đã ốp carbon fiber kiểu tổ ong, một trong những kiểu ốp carbon mới nhất hiện tại bây giờ, được rất nhiều anh em chơi xe ưa chuộng. Và bên cạnh đó thì hệ thống truyền tải cũng bắt buộc là phải chạy lại một cái đĩa tải nhôm CNC 7075 ống ánh sắt vàng. Đây, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Và cốt thì cốt là Salaya. Và phía ngoài thì sợi sên, Huy nghĩ là sên này thì sên vàng, nhưng mà chắc chắn là phải hai cộng sên thường nhập lại mới ra được một cái hệ thống truyền tải thế này. Đó là những gì mà bộ gấp sau rất là đẳng cấp mà Huy vừa mới nói đến. Tiếp đến đó chính là chân chống Ducati Panigale. Chân chống này có giá là khoảng 2 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Và gắn hoàn chỉnh thì cũng không có quá khó khăn gì, chỉ việc là một hàng một cái bát rồi xong rồi đặt cái chân chống lên canh chỉnh sao thôi. Bạn muốn là nó nghiêng nhiều hay nghiêng ít và nó cao như thế nào thì tùy bạn. Rất là đẳng cấp luôn. Như là hứa lúc nãy mà Huy vừa nói, bây giờ Huy sẽ test tiếng bôi cho các bạn xem, để xem động cơ của 62 như thế nào và khi gác dàn chân này lên thì nó có chạy được tốc độ cao hay không. Huy sẽ có một clip test riêng khi Huy chạy. Và bây giờ các bạn cùng nghe tiếng bô của xe 62 nha. Rất là uy lực luôn các bạn.